Pooking chưa rõ tương lai ở tuyển Thái Lan, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan Fed Somio Pompamong sẽ thảo luận với trưởng đoàn Madam Pang để quyết định tương lai của huấn luyện viên Alexander Pooking. Mưa tí tròn cho biết chủ tịch Pompamong tiết lộ sẽ có những cuộc thảo luận với bà Madam Pang liên quan đến hợp đồng của huấn luyện viên Pooking sau khi giúp Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Hợp đồng của Poking với Thái Lan sẽ hết hạn vào giữa năm nay. Nếu tiếp tục, chúng tôi sẽ xem xét các đề đạt của ông ấy, đồng thời Fed có thể đưa ra những điều kiện và nhiệm vụ mới chúng tôi cũng sẽ hỏi thêm bà Pang liệu có muốn để ông ấy tiếp tục dẫn dắt đội tuyển hay không, chủ tịch Um mong nói. Sau khi cùng Thái Lan lên ngôi AFF Cup, Madam Pang đang hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong đó phấn đấu hoàn thành giấc mơ tham dự World Cup 2026, nơi châu Á có 8,5 suất. Khi đó, huấn luyện viên Poking sẽ chịu nhiều áp lực hơn. Mục tiêu cao nhất của mọi đội bóng Đông Nam Á là góp mặt tại sân chơi World Cup và tất cả chúng ta đang mơ về nó. Sau khi cùng tuyển bóng đá nữ quốc gia Thái Lan hai lần dự World Cup, tôi muốn thực hiện ước mơ với bóng đá nam, Madam Pang cho biết truyền thông Thái Lan nhận định khả năng cao huấn luyện viên Poking sẽ tiếp tục dẫn dắt, vò chiến trong những năm tới sau thành công đã đạt được. Dưới thời chiến lược ra 46 tuổi, tuyển Thái Lan thắng 18 trận, hòa 5, thua 4, đạt tỷ lệ thắng 66,67%, giành hai chức vô địch AFF Cup 2020 và 2022. Trước mắt, huấn luyện viên Poking sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự giải vô địch Tây Á, diễn ra từ cuối tháng 3. Đây là giải đấu hữu ích cho Vo Chiến nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và vòng chung kết Asian Cup.